Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xe Bình Dẫn. Thì bữa nay là ngày 4 tháng 12 năm 2023. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha các bạn. Thì bữa nay giá xài vàng tụt mạnh nha. Cụ thể là vàng nhất là 31.000, vàng nhì 15.000. Xài xanh, xanh nhất là 26.000 và xanh nhì là 15.000. Thì giá xài xanh mình thấy nó nhóng lên, nhưng mà giá xài vàng nó tụt xuống nha. Thì mình xin nhắc lại, giá xài Đài Loan thu mua tại vườn: xài xanh, xanh nhất 26, xanh nhì 15, xài vàng, vàng nhất 31, vàng nhì 15. Thì tình hình là giá xài vàng tụt rất là mạnh các bạn ơi. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán xoài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ghim trên màn hình nha. Thì em mình nó thu mua trong và ngoài tỉnh nha các bạn. Còn riêng về xài cát quả lọc, giá xài xài cát quả lọc mua tại vườn xô 3 trái 1 ký các bạn là giá từ 40 tới 55 ngàn đó. Còn mà 400 úp đổ lên thì giá nó sẽ cao hơn nha. Thì anh em nhà vườn nào muốn bán thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Bên cạnh cập nhật giá xài thì mình cũng có bán túi bao xoài nha các bạn, giá sỉ cho đại lý và giá bán lẻ cho nhà vườn. Thì bữa nay mình bận công chuyện nên cập nhật giá xài trễ thì cũng mong các bạn thông cảm nha. Thì anh em nhà vườn cứ kết bạn Zalo số điện thoại của mình, để khi nào mà nhiều khi mình bận công chuyện mình không cập nhật giá được thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo nha các bạn. Số điện thoại mình là 079 590 5099 đó. Hoặc là gọi trực tiếp cũng được nữa. Thì video mình chủ yếu cập nhật giá xài ngắn gọn tại đây. Thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.